Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc các bạn có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật được những tin tức mới nhất thú vị mỗi ngày. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những tin tức mới nhất của bóng đá Việt Nam. Trọng tài Oman sợ hãi khán giả Việt Nam, dù đã mở lại trang cá nhân nhưng vẫn phải khóa bình luận. Sau những quyết định gây tranh cãi tại trận đấu tối 19 tháng 11 giữa Việt Nam và Thái Lan, trọng tài Ahmed Ankap vấp phải sự chỉ trích từ dân mạng Việt. Sau trận đấu giữa Việt Nam, Thái Lan tối 19 tháng 11, trọng tài Ahmed Ankap, người bắt chính trong trận đấu, bị dân mạng Việt Nam chỉ trích nặng nề khi từ chối bàn thắng của Bùi Tiến Dũng. Trang cá nhân tràn ngập những bình luận tiêu cực khiến trọng tài người Oman phải chuyển Instagram sang chế độ riêng tư. Tuy nhiên, sau một ngày, ông Ankap đã đưa trang cá nhân về trạng thái công khai. Nhưng để tránh bị dân mạng tấn công như trước, trọng tài 36 tuổi đã xóa tất cả các comment không hay, khóa tính năng bình luận trên Instagram. Việc làm loạn, chửi bới, bình luận quá khích trên trang cá nhân, cầu thủ đội bạn hay của trọng tài sau trận đấu là hành động không còn lạ lẫm của một bộ phận người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trước ông Ahmed, nhiều trang cá nhân của các trọng tài ra quyết định bất lợi cho tuyển bóng đá Việt Nam cũng là mục tiêu nhắm đến của người hâm mộ. Năm ngoái, trọng tài người Australia Christopher Beach đã phải khóa trang Facebook của mình vì bị cho là xử ép đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo tại tứ kết U23 châu Á 2018. Một trường hợp khác là trợ lý trọng tài Thái Lan, Phubest Lepha, sau khi căng cờ báo Việt vị từ chối bàn thắng cho Văn Toàn trong trận Myanmar-Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2018, ông bị dân mạng tấn công trên trang cá nhân. Vị trọng tài sau đó phải khóa một bình luận đồng thời chuyển ảnh cá nhân Facebook sang màu đen vì làn sóng chỉ trích của fan bóng đá Việt Nam. Tối 19 tháng 11, trận đấu Việt Nam-Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 kết thúc tỷ số hòa không đều. Trọng tài bắt chính người Oman Ahmed Ankap có quyết định gây tranh cãi. Phút 27, ông thử phạt penalty cho tuyển Thái Lan sau khi Văn Hậu có pha phạm lỗi với Tom Beer trong vòng cấm. Nhiều người cho rằng thử phạt đền trong tình huống này là khá nặng. Phút 32 của trận đấu, bóng được đưa vào lưới tuyển Thái Lan sau tình huống đánh đầu của Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, trọng tài Ankap đã không công nhận bàn thắng của chủ nhà. Bình luận viên Quang Huy lên tiếng khẳng định rằng pha bóng của Bùi Tiến Dũng là một bàn thắng. Bình luận viên Quang Huy là một người rất có kinh nghiệm cũng như uy tín về chuyên môn, bộ môn bóng đá tại Việt Nam. Những nhận định của anh luôn được giới truyền thông săn đón và mới đây nhất về pha bóng gây tranh cãi giữa tuyển Việt Nam-Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Bình luận viên Quang Huy lên tiếng như sau. Khi tường thuật trực tiếp trận đấu với Thái Lan trên sân Mỹ Đình, tôi với Ngô Quang Tùng lập tức khẳng định trọng tài Ankap đã tước đi của chúng ta một bàn thắng. Văn Hậu bật lên theo phương thẳng đứng sau pha đá tạt góc của Quang Hải. Cowin không phán đoán được đường bóng nên thất thế trong sự bất lực. Hay nói cách khác, thủ môn của Thái Lan không phạm lỗi với Văn Hậu thì thôi, chứ làm gì có chuyện cầu thủ Việt Nam cản phá đội bạn. Tóm lại, chẳng cần tham khảo ông trọng tài nào đó bên châu Âu và cũng chưa cần cập nhật khái niệm vòng 5m50 là khu vực bảo vệ thủ môn đã bị khai tử từ lâu, thì vẫn có thể hiểu được các học trò của ông Park Hang-seo hành xử rất chuyên nghiệp khi gặp bất lợi từ quyết định của trọng tài. Bình luận viên Quang Huy khẳng định đã xem đi xem lại hàng chục lần và ở nhiều góc máy lẻ khác nhau, thậm chí từ những góc máy truyền hình cho đến những góc máy của những phóng viên. Cuối cùng anh khẳng định pha đánh đầu của Bùi Tiến Dũng là một bàn thắng. Có thể hiểu được khó khăn của trọng tài khi phải đưa ra một quyết định ngay lập tức trong một tình huống mà nhiều khi xem đi xem lại vẫn một người một ý. Đồng quan điểm với bình luận viên Quang Huy, cựu trọng tài FIFA Đinh Văn Dũng không đồng ý với nhận định của người đồng nghiệp, người Oman. Nhiều trọng tài thừa phạt cầu thủ tấn công trong pha bóng này, nhưng điều đó cần xem xét lại. Văn Hậu đã bật lên đánh đầu trước khi thủ môn Cowin của Thái Lan lao đến. Thủ môn Thái Lan va chạm với Hậu thì không thể phạt hậu vệ của Việt Nam. Chính vì vậy, cú đánh đầu của trung vệ Bùi Tiến Dũng và lưới Thái Lan là hợp lệ. Cùng quan điểm, cựu trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Tuấn cho biết, Văn Hậu đứng tại chỗ là bật lên, trong khi thủ thành Cowin lại chủ động lao và trúng vào người Hậu khi cầu thủ này đang ở trên không. Đó không thể tính là lỗi của Hậu. Tiếp đó, Tiến Dũng đánh đầu vào lưới Thái Lan là một tình huống hợp lệ. Quyết định không công nhận bàn thắng là quá sai lầm. Một sai lầm lớn của ông Ahmed Ankap. Việt Nam đã mất một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cũng cho rằng tình huống này Văn Hậu không phạm lỗi. Văn Hậu chiếm được khoảng không trước, thủ môn Cowin đã phán đoán sai và lao ra trong bối cảnh thất thế. Chúng ta có quyền tiếc nuối với tình huống đó. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nêu quan điểm của mình về tình huống này. Ông nói,
Tôi không có ý kiến về quyết định của trọng tài. Trường hợp của Bùi Tiến Dũng là một tình huống nhạy cảm và không dễ để trọng tài đưa ra một quyết định chính xác. Báo Thái Lan nói gì về việc VFF kiện người miệt thị huấn luyện viên Park Hang-seo? Tờ CM Sport của Thái Lan thừa nhận trợ lý huấn luyện viên Sasa Todic có thể hứng chịu án phạt nặng sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định đâm đơn kiện sau khi miệt thị huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân Mỹ Đình. Sau trận đấu giữa Việt Nam Thái Lan trên sân Mỹ Đình, huấn luyện viên Park Hang-seo có hành vi nổi nóng với trợ lý huấn luyện viên Sasa Todic của tuyển Thái Lan. Nguyên nhân bởi ông này có hành vi miệt thị thầy Park. Theo bức ảnh chụp lại, trợ lý huấn luyện viên Sasa Todic tỏ ra xem thường bằng nụ cười nửa miệng và giơ tay với hàm ý muốn mỉa mai chiều cao của ông Park Hang-seo. Theo động thái mới nhất, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định gửi đơn thư kiện ông Sasa Todic lên Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Có khả năng trợ lý huấn luyện viên tuyển Thái Lan sẽ bị phạt nặng. Bình luận về vấn đề này, tờ CM Sport viết: Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang hoàn thiện chứng cứ để kiện trợ lý huấn luyện viên Sasa Todic bên phía Liên đoàn bóng đá châu Á vì hành vi miệt thị, phân biệt chủng tộc với huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo điều 12.4 của FIFA, ông Sasa Todic đã vi phạm quy tắc ứng xử của các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện. Có thể vị trợ lý huấn luyện viên này sẽ bị phạt 150.000 đến 600.000 bạt, tức khoảng từ 115 triệu đến 460 triệu đồng và có thể bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong vòng 6 tháng. Nếu vi phạm thêm điều 13 về việc phân biệt chủng tộc bằng lời nói hay cử chỉ để miệt thị màu da, hình dáng, dân tộc, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, thì ông Sasa Todic có thể bị cấm ít nhất 10 trận. Nhiều khả năng ông Sasa Todic sẽ chịu án phạt cực nặng từ FIFA. Theo vài nguồn tin khác từ Thái Lan, trợ lý huấn luyện viên Sasa Todic hoàn toàn có thể mất việc nếu Liên đoàn bóng đá Thái Lan bắt tay vào việc điều tra. Chia sẻ với báo giới, huấn luyện viên Akira Nishino khẳng định sẽ làm tới cùng vụ này. Ông nói, tôi sẽ điều tra tới cùng xem ngoài ông Sasa Todic có ai tham gia vào hành vi thiếu tôn trọng huấn luyện viên Park Hang-seo như thế không. Ông lên tiếng xin lỗi huấn luyện viên Park Hang-seo. Tôi biết huấn luyện viên Park Hang-seo từ lâu khi chúng tôi làm việc ở Nhật Bản. Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng cho nhau, luôn chào hỏi nhau. Sau trận, tôi tới bắt tay xin lỗi ông Park Hang-seo. Tôi không biết những gì xảy ra trước đó giữa trợ lý của tôi và ông ấy. Tôi xem lại băng ghi hình xem trợ lý Sasa Todic có hành vi phù hợp hay không. Tiền vệ U22 Việt Nam nên tôn trọng Thái Lan ở SEA Games. Cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức cảnh giác cho các đối thủ cùng bảng tại SEA Games 30 khi U22 Việt Nam gặp Thái Lan, Indonesia. U22 Việt Nam có 3 ngày tập luyện sau khi di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh hôm 18 tháng 11. Lúc này đây, thầy trò ông Park đã biết được đối thủ của mình tại SEA Games là Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Brunei. Đánh giá về bảng đấu, tiền vệ Hoàng Đức của câu lạc bộ Viettel cho rằng Thái Lan và Indonesia là hai đối thủ mạnh. Chúng ta cũng đã gặp họ ở vòng loại U23 châu Á 2020 hồi đầu năm tại Hà Nội. Điều cần thiết là U22 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt để đi đến trận đấu cuối cùng. Tôi đánh giá cao Thái Lan và nghĩ nên dành cho họ sự tôn trọng. Thái Lan từ trước đến nay đều là đội mạnh trong khu vực nên nếu gặp họ đầu tiên thì chúng ta phải tập trung. Cầu thủ sinh năm 97 và đồng đội vừa trải qua bài kiểm tra thể lực trên sân cỏ nhân tạo của Đại học Tôn Đức Thắng. Trận đấu với U22 UAE vừa qua là bài học bổ ích với các cầu thủ trẻ. Không có sự góp mặt của Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, nhưng U22 Việt Nam cũng có trận hòa và nhiều kinh nghiệm, đặc biệt ở hàng thủ. Hoàng Đức cho rằng, chúng tôi cần thời gian hơn nữa để gắn kết với nhau. Thời gian tập trung vừa qua, đội có nhiều người mới, người cũ. Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu, nhưng vẫn còn chút nặng nề trong lối chơi. Chúng tôi sẽ cải thiện trong thời gian tới. Tôi thấy U22 Việt Nam vẫn còn ít liên lạc với nhau nên bọc lót chưa tốt. Cầu thủ Viettel tiết lộ. Chiều 22 tháng 11, U22 Việt Nam lên đường đi Philippines tham dự SEA Games 30. Trận đấu đầu tiên của thầy trò ông Park là gặp đối thủ U22 Brunei lúc 15 giờ ngày 25 tháng 11. Tối 21 tháng 11, huấn luyện viên Park và các cầu thủ U22 Việt Nam đã nhận những lời động viên khích lệ của lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Tổng cục Thể dục Thể thao trước khi lên đường dự SEA Games 2019. Tại buổi gặp gỡ động viên đội tuyển U22 Việt Nam, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao kiêm trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 2019 và ông Cao Văn Chóng, Phó Chủ tịch VFF đã biểu dương tinh thần, sự nỗ lực tập luyện của toàn đội trong suốt thời gian vừa qua. Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn trong tập trung lực lượng do một số cầu thủ phải tham gia làm nhiệm vụ tại tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022 và đến sát ngày lên đường mới có thể hội quân,
nhưng tất cả đều cho thấy sự bắt nhịp rất tốt với guồng quay chung của đội tuyển. Đoàn kết, đồng lòng hướng tới mục tiêu chinh phục tấm huy chương vàng tại SEA Games sắp tới. Ông Trần Đức Phấn nhấn mạnh sẽ tiếp tục bám sát hoạt động của đội tuyển U22 Việt Nam, đồng thời chỉ đạo các bộ phận liên quan tăng cường công tác phối hợp nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, cố gắng đảm bảo những điều kiện thuận lợi nhất cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Trưởng đoàn thể thao Trần Đức Phấn và Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng chúc tuyển U22 Việt Nam chân cứng đá mềm, bình tĩnh tự tin vượt qua từng thử thách một và đạt được chiến thắng chung cuộc, đáp ứng sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ. Lãnh đội Nguyễn Sĩ Hiển và huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã đại diện tập thể tuyển U22 Việt Nam cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao và VFF đối với quá trình chuẩn bị của đội tuyển. Sự kỳ vọng luôn đi kèm với áp lực lớn, nhưng toàn đội đã xác định rõ tâm thế khi bước vào SEA Games 2019 cũng như xác định rõ mục tiêu cao nhất cần chinh phục. Trong bóng đá không thể nói trước điều gì, nhưng có điều chắc chắn toàn đội sẽ nỗ lực cống hiến hết mình để đền đáp sự quan tâm của lãnh đạo nhà nước và tình cảm của người hâm mộ. Trước đó, lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao và VFF tới động viên tuyển nữ Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng là đương kim vô địch môn bóng đá nữ SEA Games. Tất cả đều hướng quyết tâm đến ngôi vị cao nhất. Mục tiêu mà ngành thể thao và VFF giao cho U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam là giành huy chương vàng. Sáng 22 tháng 11, tuyển U22 Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi khởi hành sang Manila, Philippines vào chiều cùng ngày. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Để thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật được những tin tức mới nhất hấp dẫn thú vị mỗi ngày. Và bây giờ, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.